Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Sự thật sốc về nam ca sĩ U50 sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào như nữ sinh trung học, nếu chỉ nhìn ảnh, không ai nghĩ Takuma Tani đã bước vào tuổi U50 và còn là đàn ông. Theo Wikipedia, Takuma Tani là một giọng ca nam người Nhật sinh năm 1977. Tuy nhiên, mô tả này có vẻ sai sai so với hình ảnh hiện tại của anh, bởi trong hầu hết mọi bức ảnh Takuma đều có ngoại hình như một nữ sinh trung học. Từ nhỏ, Takuma đã bộc lộ thiên hướng về nghệ thuật. Anh học piano và hát nhạc từ năm 3 tuổi. Bước vào trung học cơ sở, anh bắt đầu viết thơ, rồi trở thành giọng ca chính của một nhóm nhạc rock vào năm 28 tuổi. Đến năm 34 tuổi, Takuma chuyển đổi hình tượng thành một nữ sinh ngọt ngào, xinh xắn như búp bê. Quyết định này ban đầu, để phục vụ sở thích riêng của Takuma nhưng lại mang đến cho anh thành công không ngờ trong sự nghiệp. Không chỉ thay đổi vẻ ngoài, Takuma còn có sở thích giống như đa số nữ sinh thích làm điệu khác như trang điểm, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, ăn đồ ngọt đặc biệt là những viên kẹo nhiều màu sắc. Dù đã ngoài 40, Takuma vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và nữ tính vô cùng, điều này khiến không ít người nhầm lẫn khi nhìn vào hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài gương mặt không tuổi, Takuma có thể thuận lợi giả gái nhờ trời sinh cho thân hình nhỏ nhắn. Chỉ cao 1m62, và nặng 47kg. Kích thước bàn chân của anh cũng nhỏ hơn nhiều so với chỉ số trung bình ở Nam giới. Ngoài ra, các yếu tố khác như khả năng trang điểm khéo léo, và công nghệ chỉnh sửa ảnh cũng giúp Takuma rất nhiều, để tạo được hình tượng nữ sinh hoàn hảo nhất có thể. Với kinh nghiệm gần 10 năm giả gái, không có gì làm khó Takuma, được trong quá trình biến thân. Sự đặc biệt này khiến Takuma nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận và truyền thông, trang Twitter của anh có hơn 20.000 người theo dõi. Anh cũng thường xuyên nhận lời mời tham dự các chương trình truyền hình trong nước, thậm chí anh từng được trao vương miện trong một cuộc thi giả gái của Fuji TV. Nhờ tạo hình nữ tính, Takuma phát triển sự nghiệp theo nhiều hướng khác nhau, bên cạnh nghề chính là ca nhạc sĩ, anh còn là ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân khi cho ra mắt thương hiệu thời trang nữ của riêng mình Atu Cosvet Tokyo. Dĩ nhiên, anh chính là người mẫu cho các sản phẩm trong Atu Cosmet Tokyo. Bánh bèo là vậy, Takuma một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chuẩn man và đã kết hôn. Năm 2016, anh đăng bức ảnh hóa thân thành một nữ sinh, trên tay bé em bé kèm dòng chú thích: "Tôi là một người cha. Tôi ở đây để cho tất cả mọi người biết bạn có thể làm những gì bạn thật sự muốn trong cuộc sống của bạn." Móc lửng, đừng sợ cảm giác của người khác về cách ăn mặc và cư xử của bạn, đừng chú ý quá nhiều. Vào việc liệu mặc đồ như vậy có phù hợp với độ tuổi và giới tính của bạn, chỉ cần tận hưởng cuộc sống như bạn muốn, Takuma Tani viết. Hiện tại, khi đã là cha của hai bé gái, nam ca sĩ 43 tuổi vẫn thường xuyên đăng tải ảnh hóa trang thành nữ sinh, anh cũng thích khoe ảnh các con. Nếu chỉ nhìn vào ảnh, Takuma Tani giống chị gái của hai đứa bé hơn là một người cha. Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo